Quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuyên mục Ăn gì sáng nay trong buổi sáng ngày hôm nay. Du khách bốn phương thì không mấy xa lạ với món mì Quảng, vốn là món ăn truyền thống lâu đời của dải đất miền Trung. Mì Quảng thì có thể kể đến là mì Quảng gà, mì Quảng tôm, thịt và rất là nhiều những cái loại topping khác. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá một món mì Quảng khá là khác biệt, đó là mì Quảng ếch. Phần quyết định hương vị của món mì này chính là thấu ếch vàng ươm bốc lên mùi thơm dân dã tự nhiên. Mời quý vị ạ. Bà cố của em ấy là bán là từ cái thời mà chưa giải phóng, thì lúc đó là bà là gánh cái gánh là đi bán theo gánh. Mì Quảng ếch của em là phải là ếch tươi sống 100% và phải làm trong ngày, không có thể mà để mà đông lạnh mà qua ngày hôm sau là không thể làm được một món mì Quảng ếch. Và tất cả nguyên liệu mà để em nấu món mì Quảng ếch là em đã phải mang từ Đà Nẵng vào, trong đó là có nghệ, nén, hành, tỏi và những gia vị đặc trưng của người Quảng, đặc biệt là củ nén. Củ nén là làm nên một cái mì Quảng rất là thơm, đặc trưng mà chỉ người Quảng mới làm được thôi. Mì Quảng sau khi có một khẩu vị đặc biệt là làm cho mình cứ đi đâu thấy mì Quảng là mình thích cho ăn. Cảm nhận cái vị nấu đậm đà cái hương vị của miền Trung của mình. Mình cũng thường hay đi công tác ở Quảng Nam Đà Nẵng thì cũng tình cờ là mình đi trong thành phố Hồ Chí Minh rồi mình thưởng thức được cái món, cảm nhận được cái vị đó ở quê nhà. Với mì Quảng ếch thì từ cái sợi mì nè, rồi rau hay thậm chí là ếch thì đều được đặt ở những cái phần riêng. Và quý vị ăn bao nhiêu thì mình sẽ cho vào tô của mình rồi mình trộn đều bấy nhiêu. Và một cái điểm mà Khánh Hà rất là thích ở món mì Quảng ếch này đó chính là quán sẽ có một cái phần hơi lửa. Cho nên là lúc nào đảm bảo là mình ăn tới đâu thì cái phần ếch của mình cũng sẽ giữ được cái độ nóng. Bắt đầu mình sẽ cho những cái sợi mì vào. Mì này quý vị thấy cái màu vàng này là màu vàng của nghệ đó quý vị. Và những cái loại rau ăn chung trong mì Quảng này á, thì theo như chị Trang chia sẻ là hầu như là đều đem từ Đà Nẵng, Quảng Nam vào. Mà không phải đi xe bình thường nha quý vị, đi máy bay. Tại vì là nếu như mà đi xe lâu á, thì rau hoặc là những cái nguyên liệu vào tới Sài Gòn, tới thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn tươi nữa. Nếu như mà quý vị muốn ăn nhiều nước thì quý vị sẽ chan nước nhiều. Còn nếu mà quý vị muốn ăn ít thì mình sẽ chan sắp sắp thôi là được rồi ạ. Rồi, ăn tới đầu bẻ tới đó nè. Sau khi mà thử qua các nguyên liệu á, thì Khánh Hà thấy là cái việc mà có được một cái thố ếch riêng như thế này nó rất là hay quý vị. Tại vì là thường có thể là người miền Trung thì sẽ ăn mặn mà hơn, nhưng mà cái việc mà mình có một cái phần ếch riêng và để mình ăn tới đâu mình chan nước dùng tới đó, nó làm cho mình có thể gia giảm và mình điều chỉnh cái khẩu vị cho nó phù hợp với lại cái khẩu vị mà mình mong muốn ăn nhất. Và cái thứ hai nữa là những cái phần thịt ếch nè, đúng là thịt ếch khi mà nó tươi mới, quý vị có thể quan sát nè, cái phần thịt nó căng, nó tròn lên như thế này. Một địa chỉ mà Khánh Hà gửi cho quý vị để mình cùng đến và mình thử trải nghiệm món mì Quảng ếch này tại Sài Gòn, tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là 25 Trương Định ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị đến mình trải nghiệm món ăn này rồi thì cũng đừng quên là sẽ chia sẻ và tương tác ngược lại cùng với Truyền hình Quốc hội Việt Nam quý vị nhé. Còn bây giờ thì Khánh Hà và Ăn gì sáng nay xin được gửi lời chào ạ.